khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng ở xã Đức Tân, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi, được công nhận là di tích lịch sử văn hóa quốc gia năm 2006. Tuy nhiên, gần đây, một khu vui chơi giải trí trẻ em lại được xây dựng trong khuôn viên của khu lưu niệm. Và điều đáng nói là công trình này hoàn toàn chưa có giấy phép từ phía cơ quan quản lý. Ngay bên trong cổng chính của khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng, ba dãy nhà rường kiên cố vừa được dựng lên. Nhà rường có diện tích 100m², được lợp ngói kiên cố. Phía bên trong hai khối nhà gỗ là bàn bán cà phê, bàn bia mới đi vào hoạt động. Khu vui chơi của trẻ em cũng được đưa vào chuẩn bị khai thác. Các công trình này được thi công với tổng diện tích khoảng 600m² trong khuôn viên khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Theo lãnh đạo Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi, cơ quan này đã có tờ trình xin chủ trương xã hội hóa một phần sân vườn tại khu lưu niệm, trong khi chờ ý kiến của các sở ngành, cơ quan quản lý yêu cầu ban quản lý khu lưu niệm không cho bất kỳ tổ chức cá nhân nào khai thác, xây dựng trong khu lưu niệm. Tuy nhiên, công trình trái phép này vẫn được xây dựng hoàn thành và chuẩn bị đi vào hoạt động. Thì không phải gọi là đẩy qua đấy loại trách nhiệm gì, nhưng mà cái chỗ đó là anh Trình anh cũng nói chung anh Trình anh không nắm được cái quy trình, không nắm được quy định, cứ nghĩ dễ dãi là đồng ý ủng hộ chủ trương đó, thì coi như là cho phép. Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng được công nhận là di tích lịch sử văn hóa quốc gia năm 2006. Khu lưu niệm gồm nhà thờ cố thủ tướng, nhà đón khách, nhà lưu giữ, trưng bày hiện vật về cuộc đời và sự nghiệp của Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Mỗi năm, di tích lịch sử quốc gia này đón rất đông du khách thập phương đến tưởng niệm, tham quan, tìm hiểu về cuộc đời hoạt động của cố Thủ tướng. Hiện tỉnh Quảng Ngãi đang kiểm tra, yêu cầu chấm dứt hoạt động chờ các ngành xử lý.